Năm nay em 37 tuổi, đang làm cho trung tâm thẩm mỹ. Mình nói chút xíu về lần đầu tiên gặp gỡ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Dạ. Yeah. Mời cô. Lần đầu tiên thì thấy cô ấy có vẻ mộc mạc mà hơi lụm thượm. Tại vì không có trang điểm, không có gì hết, coi như là không có chảy chuốt. Ý mình nói như vậy. Vậy là tốt chứ. Dạ. Nhưng mà lại hơi lụm thượm. Vậy là mặc quần áo hơi lụm thượm á. Cái ấn tượng đầu tiên là thấy cô ngồi cắn móng tay là mình không có. Trời ơi. Đầu tiên gặp mẹ chồng cắn móng tay là mệt rồi đó. Tại vì cổ có cái thói quen là cổ hay cắn móng tay vậy thôi mà chính là sau này bảo cũng la hoài. La chứ ai cắn móng tay. Có bữa nào cô bắt gặp cắn móng chân không? Trời ơi, cái này là hơi quá đó. Chị cho em hỏi chị đi xíu là cái tâm lý của chị khi mà lần đầu tiên đến gặp mẹ chồng và chị chuẩn bị cái gì cho mình? Mình nghe em xã nói là mẹ dữ, mẹ khó tính vậy đó. Thì mình sợ gì? Lắm. Không biết chuẩn bị gì đâu. Không chuẩn bị gì hết. Thành ra lượm thượm. Chị cho em hỏi là cái thời gian chị với ông xã quen nhau là bao lâu thì mới đến kết hôn? Mình quen 16 năm. Rồi kết hôn là khoảng bao lâu nữa? 12 năm. Tới đến nay là 18, 19 năm. 18 năm luôn hả? Vì quá trình rất là dài. Dạ. Vậy thì em thích điều gì ở mẹ chồng em? Em thích mẹ ở cái là mẹ người phụ nữ hướng ngoại, tức là đảm việc nước, giỏi việc nhà nữa. Tức là ra xã hội mẹ rất là song sáo tiên phong đi đầu. Mẹ thông minh lắm và mẹ rất là nhạy bén nữa. Mẹ lại là học trò mà thông minh nhất, vi tính thông minh nhất của mình ấy. Đầu tiên hai mẹ con hợp nhau về cái điểm nào nhất? Hay giúp người, nhưng mà tôi giúp người là có căn bản. Thí dụ tôi giúp cái người đó nhưng tôi biết cái người đó hoàn cảnh khổ, chứ không phải giúp để người ta làm biếng. Nhưng mà cô này thì không ạ. Cô này ai khóc là được à. Không cần tìm hiểu, phải không chị? Đúng, rõ là như vậy luôn. Đó là một cái, nói chung là cái dở của mình đấy. Đó là những cái điều mà rất là hợp ý nhau. Mặc dù nó có hơi xa chút xíu thôi mà không đáng kể. Từ từ rút kinh nghiệm thôi. Còn cô không thích điều gì ở con mình? Trong cuộc sống thì nó cũng có những cái mà mình cũng không hài lòng về con dâu mình lắm. Chẳng hạn như đồ mình mua về mình đã già rồi, hay quên. Để đó cô này đem cất đi, cất mình quên luôn. Kể cả thức ăn cái gì để thúi luôn mình cũng không nhớ. Có gì nào nó lên cao cao. Nói không được. Thì cô này là mang thai. Thì đến khi cô này sanh, ở với mình cũng chăm sóc, cũng cơm nước được khoảng chừng gần 2 tháng. Thì cô chứng lên, đòi đi về bên nhà của cô ấy. Thì thế là tôi bực mình, tôi kêu xe taxi đưa cô đi luôn. Lúc mẹ chồng kêu taxi chở đi luôn rồi em nghĩ. Khoái chứ. Khoái rồi đó. Cười, khoái lắm. Hết khóc liền. Phải, tại vì lúc đó đó các cô nói rằng là sinh đẻ phải ở cữ, phải nằm than, phải chăm này chăm nhỏ. Mẹ thì nói là không có nằm than, than rất nguy hiểm. Cái các cô mới nói như vậy không có được. Hồi đó giờ mấy cô đẻ chữa bao nhiêu đứa rồi, phải như vậy. Nên là em mới nói với mẹ là thôi cho em về để mấy cô chăm cho. Người này một tiếng, người kia một tiếng, nhiều người chăm hơn là đỡ cực cho mẹ chồng hơn. Nên là con không biết là lúc đó là em buồn về vấn đề đó. Thế em muốn về nằm than, em bỏ mẹ chồng em về. Bây giờ nói tới vấn đề nằm than. Cổ đòi mua một cái giường rồi để than ở dưới, mà than bây giờ rất là độc. Mà tôi là làm y tế tôi không chấp nhận. Đúng rồi. Vì than rất là độc, cái khí nó bay lên em bé sẽ bị bệnh. Điều thứ nhất, điều thứ hai nữa, cô đòi hơi cái than vô mặt như vậy nó sẽ nám mặt, nó sẽ mất đi cái đầy vẻ đẹp của phụ nữ. Thì một bữa nọ tôi đang ở nhà, có một con bé bán vé số nó vô nhà nó bán. Tôi thấy nó rất là trẻ, hai cái mặt nó đen thui. Hỏi tại sao con bị nám, nó nói là con không biết, con nghe lời người ta hơi than vô mặt rồi nằm than quá trời, lưng con cũng đen luôn. Kêu cô xuống liền. Con sẽ thấy cái hậu quả của nằm than. Thấy chưa? Đó, mày biết có một sự thật là khi em về đến đó em có nằm than. Đó, muốn về để nói cho nó lý do nằm than thôi. Chỉ sợ bị xấu mà mình mang cái tiếng là mẹ chồng không có lo cho nàng dâu. Đó, lúc đó tôi cũng rất là tức. Nhưng mà thôi kệ, để đi một thời gian sẽ tự cảm thấy hối cải, sẽ tự quay về. Rồi sao quay về? Dạ, tự quay về hả chị? Nằm than rác quá rồi quay về. Không, em gì vui nào, không có nằm. Thấy rồi, sợ rồi. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ nghe người trong cuộc nói về cái sự khó xử giữa mẹ chồng và nàng dâu. Lúc mà ba vợ của vợ anh mất á, thì mẹ vợ anh thì thường xuyên không ở nhà. Lúc con nó thì còn nhỏ, cháu cháu còn vợ thì đi suốt, nhưng mà phải thông cảm tại vì ba đang bệnh nặng. Cái đó là cái mà đẩy hai người ra xa nhất. Nói chung thì cái đó là mình không có nào gọi là bên nào đúng bên nào sai cả. Và vợ thì nói đỡ cho mẹ, gặp mẹ thì nói đỡ cho vợ. Thì chính như vậy nên sau khi cái giai đoạn đó là vợ chồng anh dọn ở riêng. Lúc đó thì
Đây có cái chuyện là lúc mà ba em bệnh đúng không? Dạ. Thì cái sự hiểu lầm của mẹ chồng như thế nào? Thôi bây giờ nói luôn cái vụ đó. Nó là từ bấy lâu nay chưa bao giờ nói. Dạ. Khi ba tránh bệnh á thì mình không có ngăn cản cái chuyện con cái nó hiếu thảo. Nhưng mà có một điều là tại sao mình giận dữ là cái thời gian mình đang làm việc cơ quan thì tất cả đều bấm điện thoại lên, ba tránh mất rồi, riêng mẹ chồng không hề biết. Thì tất cả những cái điện thoại trâu lại với mình hết, cô có thấy gì không? Có phải mình là người ăn ở ra như thế nào? Tại sao nàng dâu không nhắn tin, không gọi điện? Từ đó tôi giận. Vì nguyên nhân là Chánh không báo tin với mình. Đáng lý ra một đứa con dâu khôn thì phải báo cho cha mẹ chồng mình biết trước. À, ba con mất rồi mẹ ơi. Dù có giận mẹ mình chính xe 10 vàng để chăng nữa, cái đó là cái lễ phép ban đầu mà cái tin, hung tin đó phải báo cho gia đình trước, cho xui gia biết trước. Đằng này nó không báo, đi báo cho cơ quan hết, ai biết. Người ta cầm cái điện thoại ta đưa, phải mình mất mặt không? Chỗ đó tôi giận, hết sức giận. Cái giận nhất trong đời tôi là chuyện đó. Nhưng mà sau này mỗi lần đám giỗ ba thì Chánh cũng năn nỉ mẹ về, cho nên sau này tôi cũng xóa bỏ cái đó, tôi cũng về dự đám giỗ. Nó thì thôi cái chuyện nó qua rồi, nhưng mà tại vì báo nói sao? Là nguyên nhân bây giờ sao? Mình giải quyết luôn chuyện đó luôn, bởi vì nói nó vẫn còn một cái sự ấm ức. Lý do tại sao mà không báo với mẹ chồng? Tại lúc đó em không có nghĩ rằng em phải nhắn tin cho mẹ, vì chồng của em phải là người nói với gia đình. Vợ thì báo cho người quen của vợ, rồi mạnh chồng phải báo người trong gia đình với nhau rồi, nên là em không nghĩ đó là sơ sót. Nên là cái việc đó là em cứ chủ quan. Thì hôm nay mẹ đã nói điều đó, dạ. Thì em nói gì với mẹ để thì thực sự con không nghĩ là mẹ lại giận con vì cái chuyện đó. Giờ mẹ nói giận thì mình cũng hơi bất ngờ đấy. Tại vì mình nghĩ trong sâu thẳm mẹ giận mình không phải chuyện đó. Mẹ nghĩ là giận mình là chắc là vì mình hậu đậu hay gì đó, mình vẫn chưa hoàn thiện mẹ. Thì hôm nay trước mặt mẹ em có thể nói với mẹ điều gì? Thật sự thì con cũng không nghĩ là mẹ là chị Duy vẫn nhận cái tin nhắn đó mà mẹ không về dự tang ba hay là mẹ không ấy. Thì nếu như là cái sự vô tình của con á để lệ là ấm ức trong lòng mẹ từ bao lâu nay, thì mẹ cho con xin lỗi mẹ hôm nay. Thì con có những cái lỗi lầm khác con sẽ cố gắng để mà mẹ con mình nó là có một cái cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Bởi vì vậy nè, cái đi cúng tế xui gia nó rất là quan trọng, phải lễ nghi đàng hoàng. Hồi xưa là bà ngoại Chánh mất á, lúc đó là hình như là cưới nhau chưa Chánh? Dạ chưa, bà ngoại mất chưa. Chưa mà tôi đi lễ đàng hoàng tử tế như một xui gia đi lễ nhau. Nhưng mà ba Chánh mất tôi không đi là tôi giận cái đó, giận cái là tại sao con dâu mình nó coi mình không ra cái gì á. Yeah. Nó báo tin cho thiên hạ mà mình không biết, người ta nói mình chắc bà này bà ở như dâu ác lắm nên bà nó chết nó không báo. Thời gian qua em cũng ức mẹ vì vấn đề không đến dự ba, thì em cũng có buồn, em buồn từ bao nhiêu năm nay. Con nói thật, lúc đó con đã nghĩ rằng nếu như lúc đó mẹ cứ đi lễ cha con theo cái tình cảm của mẹ với cha con, rồi cái lỗi lầm gì của con, chính xe 10 vàng gì đó, mẹ có thể nói sau đó, thì có lẽ là trường 5 năm qua con với mẹ đã có những cái không phải gián đoạn một cái thời gian để phải mất thời gian là phải có cuộc sống riêng ở chung rồi gắn bó rồi anh bảo phải hàng gắn thì nó mới có một cái hiểu nhau như bây giờ, để có những cái gọi là xí xóa như bây giờ để rồi mẹ con mình có thể hiểu nhau hơn. Tức là mẹ con mình đã đánh mất cái việc đó trong một thời gian dài. Cái chuyện này nói tóm lại là cũng không phải ai sai cả, nhưng mà có thể hiểu lầm nhau. Với lại bác hơi cũng cũng hơi nóng tính chút xíu. Với lại như bác trải qua phẫu thuật đúng không? Nhiều cuộc phẫu thuật đúng không? Gây mê nhiều lắm. Nào chưa? Thì cũng đỡ rồi. Sao chú lại hỏi vậy? Người mà trải qua nhiều phẫu thuật á. Nhiều lắm, gây mê nhiều lắm. Gây mê nhiều thì gây mê sâu luôn á. Thay đổi một số cái tính tình. Chính xác rồi. Dạ. Thì được cái lời em mẹ là như vậy thì thôi, không nên trách mẹ mình làm cái gì. Thì mình cũng nghĩ như vậy nên là bây giờ mình mới sống với. Thôi hai mẹ con giờ nói rằng thế này. Bây giờ đó ta hai mẹ con nắm tay chặt lên nào. Nói gì đi, xí xóa nhau, nói gì nhưng đi. Mà không có, đến bây giờ là không có còn chấp nhất nhau cái gì rồi. Đó giờ mỗi cái gút mắt của mình với mẹ mình á, để mà giải tỏa được mình lúc nào cũng nghĩ về ông chồng mình. Tức là mình nghĩ rằng bây giờ nếu mà tách ông chồng mình ra, đó là còn là mối quan hệ độc lập với mình với mẹ thôi. Cho nên là thực sự ra mình cũng cảm thấy cảm ơn chương trình đã cho mình một cái tư duy mới. Tức là một cái cảm nhận mới, cảm xúc mới khi mà mình thoát ra khỏi cái cảnh tình cảm mẹ chồng nàng dâu. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe lời người trong cuộc gửi gắm dành cho hai mẹ con như thế nào. Anh á thì anh chỉ có một mong muốn duy nhất thôi, đó là em cố gắng tập trung nhiều hơn và quan tâm tới mẹ nhiều hơn. Tại vì mẹ, thật ra mẹ đã già rồi, sống mình không bao lâu nữa. Mình anh đã nói rồi, trong đời mình có ba cái mà mình phải tự quan tâm, đó là đừng có hối tiếc những gì đã qua, đừng chờ đợi gì chưa đến, và không biết quý gì đang có. Đó là mình phải
biết quý gì đang có, đang còn mẹ thì mình phải thương yêu mẹ, chăm sóc mẹ để mẹ cảm thấy là đẻ đứa con như anh ra rồi có người vợ như em rồi cảm thấy được hạnh phúc và đầy đủ. Anh chỉ mong muốn điều đó thôi. Em hãy tập trung ngoài công việc thì còn thời gian lại tập trung cho gia đình, cho mẹ nhiều hơn. Con thì lúc nào thì con cũng thương mẹ, thương mẹ nhiều nhất, tại vì mẹ đã cực khổ với con, với gia đình rất là nhiều. Thì cái mà con chỉ mong có một cái duy nhất thôi, là khi mà có một việc gì mà xảy ra thì mẹ chỉ cần nói nhỏ nhẹ thì con sẽ thực hiện ngay tức khắc, không bao giờ để chậm trễ cái điều đó, và con sẽ lưu ý cái việc đó hơn, và con cố gắng như vậy. Thì chỉ cần như vậy thôi thì gia đình mình có thể là gần nhau hơn và hạnh phúc nhiều hơn. Chứ con biết là lúc nào mẹ cũng thương gia đình, muốn chăm sóc cho con, cho cháu này kia nó hoàn thiện nhất. Sau khi nghe người trong cuộc nói thế thì cái mong muốn mình với con dâu như thế nào hả cô? Thực ra thì sau khi mà một thời gian xa nhau do những cái gút mắt hiểu lầm rồi đến với nhau thì cũng nhờ thằng con trai. Đó thì thôi thì mẹ cũng mong muốn rằng con khắc phục những cái khó khăn, rồi lo cho chồng con nhiều hơn chút, rồi quan tâm tới bữa cơm gia đình. Thí dụ như là tỉa nhà ráng nấu món gì đó, rồi để mẹ với chồng con đi làm về có ăn tụ họp gia đình trò chuyện chút. Thực ra là nhà này không có thời gian để nói chuyện với nhau. Đó thì mẹ mong muốn vậy thôi. Còn chuyện lo bao đồng thì bớt lại chút. Chỉ vậy thôi, chứ còn bây giờ sống với nhau đã mười mấy năm, con cái đã lớn, mẹ muốn không bao giờ muốn gia đình tụi con rạn nứt. Cho nên là con cứ yên chí, nói vô chứ không nói ra. Nhưng cái gì sai thì mẹ nói. Mẹ tánh thì hơi nóng, mẹ biết cái này khắc phục khó lắm. Mẹ phải nhìn nhận như vậy. Tại vì nó cũng ảnh hưởng từ cái đời sống của mình, từ khi bước ra lấy chồng, rồi người chồng không gần gia đình, để hết dồn dập lên mình, vừa kinh tế vừa con cái. Đâm ra mình phải cứng rắn, đâm ra tánh mình nó thay đổi. Chứ ngày xưa là cô học trường dòng ra, cô cũng rất là hiền hậu, nhưng gì thì giờ không còn cái tánh nó nữa. Bây giờ nó cứng rắn mà, nó hơi dữ dằn. Đó cho nên thì cũng nói thật như vậy, thì mẹ chỉ mong muốn điều đó thôi. Còn em mong muốn điều gì ở mẹ chồng mình? Cho đến thời điểm này á, cái điều mà em mong muốn nhất là sao mà mẹ luôn vui vẻ và cảm thấy hạnh phúc ở bên gia đình em. Và em chỉ mong là mẹ mình dịu dàng hơn, nhỏ nhẹ hơn thôi. Thật sự là bởi vì mẹ cũng phẫu thuật nhiều lần, cũng thông cảm điều đó, cũng hơi khó tính chút xíu. Anh nghĩ rằng với mười mấy năm như vậy rồi thì chắc chắn rằng chúng ta đã hiểu tất cả mọi thứ. Vấn đề đây là mỗi người sẽ nhìn một chút để chúng ta có thể hoàn thiện, kết nối nó chặt chẽ hơn nữa. Cảm ơn cô với lại em rất là nhiều. Nào hai người hãy ôm thật chặt vào. Em hứa gì với mẹ, một câu gì mà vui nào. Nói chứ ôm dữ đấy. Là những gì mẹ chia sẻ ở đây, con sẽ cố gắng hoàn thành tốt những điều mà mẹ đã mong mỏi của con ở chương trình này. Rất là cảm động. Cô, hôm nay cô nghe con dâu nói thì cảm nhận thế nào? Từ khi về sống với nhau là khoảng là cũng mấy năm nay thì cũng hòa thuận nhau rồi. Cái chuyện này là kể lại thôi, chứ không phải là chuyện hiện tại. Cho nên là thôi, hy vọng rằng những gì con nói là con sẽ làm được. Còn những cái gì mà làm con buồn lòng mẹ cũng sẽ khắc phục. Rồi, chúc cô, chúc em nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Dạ.